Tối ngày 19 tháng 4, đêm chung kết cuộc thi nhà ngân hàng tương lai Tomorrow Banker 2022 Green Banking for Sustainable Future đã khép lại với nhiều cảm xúc từ 4 đội chơi xuất sắc. Vượt qua gần 80 đội cùng với những vòng thử thách của cuộc thi, 4 đội đến từ 3 trường đại học, học viện khác nhau đã xuất sắc góp mặt trong đêm chung kết. Trong đêm thi này, 4 đội sẽ phải trải qua 4 vòng thi lần lượt mang tên khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và chinh phục tại vòng thi đầu tiên. Mỗi đội chơi tự giới thiệu về đội thi, ý nghĩa tham gia cuộc thi nhà ngân hàng tương lai 2022 Green Banking for a Sustainable Future bằng một trong các hình thức như diễn kịch, hát, múa, nhảy, kết hợp với thuyết trình để giới thiệu về đội thi của mình và liên hệ được ý nghĩa việc tham gia cuộc thi với thang điểm tối đa là 60. Ở vòng thi thứ hai, 4 đội chơi sẽ phải trả lời 8 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi đội có 2 lượt chọn câu hỏi. Các câu hỏi được dựa trên kiến thức học thuật và thực tế liên quan đến các kiến thức chung về tài chính ngân hàng và chủ đề ngân hàng xanh. Thang điểm tối đa là 80 cho vòng này. Sang vòng thi thứ 3, ban tổ chức đưa ra 4 gói câu hỏi. Mỗi gói gồm 4 câu, mỗi câu tương đương 25 điểm, xoay quanh các chủ đề: chiến lược tăng trưởng xanh, đề án ngân hàng xanh, sản phẩm dịch vụ ngân hàng xanh, nguồn vốn xanh, hình ảnh thương hiệu xanh, văn hóa ngân hàng, tổ chức bộ máy hoạt động, hình ảnh chi nhánh, nhân viên ngân hàng. Bước vào vòng thi chinh phục cũng là vòng cuối cùng mang tính quyết định. Các đội chơi sẽ phải chọn cho mình đối thủ và sẽ xác định được 2 cặp thi. Theo thể lệ, đội cao điểm nhất sau 3 vòng có quyền lựa chọn thứ tự đi đấu và đối thủ thi đấu trong phần tranh biện. Phần giới thiệu thì mọi người cũng đã rất là ấn tượng. Các đơn ô đều đưa ra những cái thông điệp mà khi chúng ta xem, chúng ta nghe thì chúng ta đều thấy cái mức độ mà tàn phá môi trường hiện nay trên thế giới, và mỗi một người trong chúng ta đều cảm nhận được cái tác động của mọi cái môi trường đến từng cá nhân chứ không chỉ là các doanh nghiệp hay là chính phủ. Đêm chung kết cuộc thi Tomorrow Banker 2022 khép lại với kết quả đầy ấn tượng khi đội đạt quán quân cuộc thi nhà ngân hàng tương lai thuộc về đội HHG thuộc Học viện Ngân hàng với số điểm 331. Giành được giải nhất của chúng ta với số điểm 331 chính là các cô gái đến từ đội HHG. Về nhì là đội Enter thuộc Học viện Ngân hàng với số điểm sát nút là 318,2. Hai đội về vị trí thứ 3 và 4 lần lượt là đội MTM thuộc Đại học Thương mại và đội 1403 thuộc Đại học Ngoại thương.